Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về 7 kỳ quan du lịch của thế giới. 7 kỳ quan du lịch của thế giới là 7 thành phố trên thế giới được ghé thăm nhiều nhất trong năm 2022 bởi khách quốc tế. Cần lưu ý là khách quốc tế chứ không tính khách trong nước của những thành phố này. Trong đó, thành phố đứng đầu là một thành phố tại khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và trong top 7 này thì cũng có rất nhiều những thành phố khác cũng thuộc khu vực Đông Nam Á. Bạn có đoán được vị trí dẫn đầu thuộc về thành phố nào không? Hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay cùng bình luận viên Hải Thanh Story. Vị trí thứ 7 đó là New York với 13,6 triệu lượt du khách vào năm 2022. New York, thành phố nơi những giấc mơ được thực hiện. Không chỉ là thành phố lớn bậc nhất của Hoa Kỳ, New York cũng là một trong những điểm đến thú vị của khách du lịch với những danh lam thắng cảnh và những công trình kiến trúc độc đáo. New York nổi tiếng về cái gì? Có thể nói New York nổi tiếng đến mức nhiều người còn lầm tưởng đây chính là thủ đô của Hoa Kỳ. Tượng nữ thần tự do nằm tại New York là một biểu tượng tại nước Mỹ. Bạn hoàn toàn có thể leo lên vương miện của nữ thần để ngắm nhìn thành phố, hoặc có thể sử dụng những chuyến phà trên sông Hudson để ngắm nữ thần. Một địa điểm yêu thích nữa tại New York đó là Quảng trường Thời đại, là trung tâm của thành phố, là nơi tập trung đông đảo công chúng từ nhiều nơi đổ về để mua sắm trong những cửa hàng tấp nập. Và đây cũng là một nơi đón giao thừa tuyệt vời tại New York. Là tòa nhà Empire State, một kỳ quan xây dựng của nước Mỹ. Vài chục năm trước khi những công trình khổng lồ hoành tráng tại châu Á được xây dựng, thì Empire State đã đứng lừng lững như vậy. Và đó là công viên trung tâm New York, một khoảng không gian xanh mát giữa những tòa nhà chọc trời. Và công viên này thì nổi bật giữa thành phố New York. Công viên này cũng là nơi tổ chức nhiều buổi trình diễn ngoài trời. Ở vị trí thứ 6 là Kuala Lumpur với 13,79 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Kuala Lumpur chính là thành phố lớn nhất của đất nước Malaysia trong khu vực Đông Nam Á. Kuala Lumpur có thể nói là tấm gương phản chiếu của cả đất nước Malaysia, tấm gương phản chiếu của văn hóa phương Tây, văn hóa phương Đông. Và không chỉ văn hóa mà những đặc điểm kiến trúc tại Kuala Lumpur cũng là những sản phẩm của sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Dù vậy thì đây vẫn là một thành phố tương đối trẻ so với những thủ đô khác ở Đông Nam Á. Biểu tượng của Kuala Lumpur đó chính là tháp đôi Petronas. Hai tòa tháp lớn này nằm ở trung tâm thành phố với chiều cao 452 mét. Khi công trình này được khánh thành, chúng là tòa tháp cao nhất thế giới. Và bây giờ, với tư cách của tháp đôi thì chúng vẫn là tháp đôi cao nhất thế giới. Tháp đôi cao nhất thế giới thôi chứ không phải là tháp đơn cao nhất thế giới. Đông Nam Á quả là một điểm dừng chân cho rất nhiều lữ khách, trong đó có Singapore. Ở vị trí thứ 5, 14,67 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm vào năm 2022. Đảo quốc sư tử Singapore, quốc gia nhỏ nhất trong khu vực Đông Nam Á, được bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ tạo thành một hình gần giống hình kim cương. Đây là đất nước rất đa dạng về văn hóa, sầm uất, hiện đại, vui chơi giải trí đa dạng, giao thông thì thuận tiện và đường xá thì luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó thì Singapore cũng có rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo, những điểm check-in thú vị. Từ sân bay cho đến những công trình mà các bạn có thể bắt gặp ở đâu đó tại đất nước này. Không khó để thấy những hình ảnh đẹp đẽ về văn hóa Singapore cũng được thể hiện bởi người dân đất nước này. Một đất nước tuân thủ các luật cấm, tuân thủ những quy định đến mức hà khắc. Trong đó có việc như là cấm hôn, không cho chim ăn hay là không nhai kẹo cao su. Bức tượng người sư tử biển đang phun nước là một biểu tượng huyền thoại và là điểm du lịch Singapore có lẽ là được check-in nhiều nhất. Thậm chí bức tượng này còn được dựng những phiên bản mô phỏng tại rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong đó ở Việt Nam cũng có những phiên bản mô phỏng. Bức tượng thật thì nặng 70 tấn và rất vững chãi, được làm từ bê tông. Hay Marina Bay Sands là tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp với casino, tọa lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore. Tổ hợp này gồm có 3 tòa tháp cao 55 tầng. Ở vị trí thứ 4 đó là Dubai. Nhiều người thì lầm tưởng Dubai là một đất nước, nhưng mà thực tế Dubai là một thành phố, một tiểu quốc thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nổi tiếng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Abu Dhabi. Dubai thì có khí hậu nắng nóng quanh năm, bởi vậy nên nếu mà nói về mặt thiên nhiên ưu đãi thì Dubai hoàn toàn không được thiên nhiên ưu đãi, một nơi khắc nghiệt với sa mạc. Nhưng mà gần đây, Dubai đã thu hút sự chú ý của cả thế giới thông qua những dự án xây dựng đổi mới, những dự án có tính sáng tạo, tính đột phá toàn cầu. Và những dự án này thì gần như chưa từng xuất hiện ở trên hành tinh, đặc biệt là tòa nhà cao nhất thế giới, tháp Khalifa. Dubai được mệnh danh là mảnh đất vàng với vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa và mảnh đất vàng theo đúng nghĩa đen.
Bên cạnh tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa thì sở thú và thủy cung Dubai cũng là một điểm đến cực kỳ đáng chú ý. Sở thú và thủy cung Dubai chứa hơn 33.000 sinh vật biển và chiếm 10 triệu lít nước ở trong bể. Đến đây thì con người sẽ hiểu rõ hơn về môi trường sinh thái, được cung cấp thêm những kiến thức về sinh vật biển và quan trọng nhất là được chụp ảnh rất đẹp. Hay là người ta đến với Dubai để chiêm ngưỡng khách sạn 7 sao Al Arab và để đến với quần đảo cọ Palm Jumeirah, nơi có khoảng 1.500 biệt thự ven biển với hơn 6.000 căn hộ ở các nhánh cây. Dự án này được trị giá 12 tỷ đô, bắt đầu được xây dựng từ năm 2001 và 6 năm sau thì những cư dân đầu tiên đã di chuyển để sống trên đảo. Thân cây, lá cây và lưỡi liềm tạo nên một cây cọ hoàn chỉnh. Thành phố được ghé thăm nhiều thứ ba thế giới trong năm 2022, đó là London, 19,09 triệu lượt khách. London có thể nói là một thành phố toàn cầu, là thủ đô văn hóa, nghệ thuật, tài chính, giáo dục và thời trang của nước Anh. Nổi tiếng với hàng trăm viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng hòa nhạc và cả những lâu đài. London là một thành phố với lịch sử huy hoàng, đa dạng văn hóa, nhiều dân tộc và có hơn 300 ngôn ngữ được sử dụng tại London. Tháp đồng hồ Big Ben là một trong những biểu tượng của London và cả biểu tượng của nước Anh nữa. Với bề dày lịch sử cả một thế kỷ rưỡi, tháp Big Ben chính là chứng nhân cho những biến cố của nước Anh. Đây cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất tại London. Tháp Big Ben là một phần của cung điện Westminster, tháp với kiến trúc đẹp, cổ kính, tiếng chuông ngân vang và những đêm giao thừa hay những thời khắc lịch sử quan trọng đã trở thành một điều không thể thiếu được với người Anh. Hay cùng với đó là cung điện Buckingham. Điện Buckingham chính là nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh, là dinh thự lộng lẫy nổi tiếng ở London. Công trình được xây dựng từ nửa đầu của thế kỷ 19 và có diện tích là 77.000 m². Nơi đây thường diễn ra những buổi lễ lớn thu hút nhiều khách đến tham quan. Hay khi nói về nước Anh, người ta cũng phải nhắc đến tháp London và cầu tháp. Nơi đây từng được sử dụng làm cung điện, làm kho giữ vũ khí, làm kho giữ báu vật hay thậm chí là một vườn thú riêng. Ngày nay, nó trở thành một thắng cảnh nổi tiếng ở thủ đô London. Trong khi đó, cầu tháp nằm cách tháp London không xa. Đây là cây cầu sừng sững giữa dòng sông Thêm. Cầu tháp là công trình vĩ đại từ thời kỳ Victoria, với hai tòa tháp được nối với nhau bằng một thiết kế vững chãi. Và nếu bạn thường xuyên theo dõi các múi giờ hoặc là có những tiết học địa lý, thì có thể bạn đã biết đến Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố. Nơi đây là điểm đánh dấu cột mốc quan trọng của thế giới, nơi kinh tuyến số 0 của địa cầu đi qua. Hiện nay thì Đài Thiên văn Greenwich được sử dụng để trưng bày những bộ sưu tập đồng hồ và các hiện vật lịch sử quý hiếm trong các lĩnh vực liên quan. Thành phố được ghé thăm nhiều thứ hai trên thế giới trong năm 2022, đó là Paris. 19,1 triệu lượt khách du lịch. Vào thời kỳ cao điểm thì có đến 30 triệu khách ghé thăm Paris hàng năm. Paris là kinh đô ánh sáng, là thành phố lãng mạn. Dù rằng Paris bây giờ thì cũng có nhiều mặt trái và Paris không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng nước Pháp thì vẫn luôn tự hào về Paris. Với vị trí địa lý ở trung tâm của mình thì Paris đã trở thành một điểm đến hấp dẫn từ rất lâu trong lịch sử. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Paris đã nhiều lần tổ chức những triển lãm thế giới, đánh dấu cho việc ngành du lịch bắt đầu trở nên quan trọng với nền kinh tế của thành phố này. Và trong thời kỳ phồn vinh ấy, Paris đã xây dựng thêm rất nhiều công trình, khách sạn, cửa hàng, góp phần cho sự phát triển của du lịch cho đến tận ngày nay. Tháp Eiffel chính là biểu tượng hàng đầu của nước Pháp, biểu tượng hàng đầu của Paris, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Tòa tháp được xây dựng vào năm 1884 để kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Đến với Paris thì phải chụp ảnh dưới chân tháp Eiffel. Hay như nhà thờ Đức Bà Paris, nguy nga và tráng lệ trong tác phẩm Thăng gu nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà Paris với kiến trúc cổ tích cổ xưa đã gây ấn tượng mạnh với những người đến thăm ngay từ lần đầu tiên. Và vụ hỏa hoạn vào năm 2019 khiến nhiều người cực kỳ xót xa. Và đương nhiên phải kể đến bảo tàng Louvre, là nơi lưu giữ những nét văn hóa độc đáo nhất của thời đại. Bảo tàng Louvre không chỉ nổi tiếng với những kiệt tác nghệ thuật, ví dụ như là bức tranh vẽ nàng Mona Lisa hay tượng thần vệ nữ, mà còn khiến du khách choáng ngợp bởi kiến trúc tráng lệ và xa hoa. Không quá khi nói rằng rất nhiều công trình nổi tiếng tại Paris, từ tháp Eiffel, bảo tàng Louvre cho đến những công trình khác đều được copy trên thế giới, và kể cả Khải Hoàn Môn nữa. Khải Hoàn Môn, cổng chiến thắng, đây là điểm cuối cùng của đại lộ Champs-Élysées. Khải Hoàn Môn chính là biểu tượng vinh quang của nước Pháp. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn của Paris để xây dựng những Khải Hoàn Môn của riêng mình. Và bạn có đoán được thành phố được ghé thăm nhiều nhất thế giới trong năm 2022?
kỳ quan du lịch thế giới của năm 2022 đó là thành phố nào không? Và đó chính là một thành phố tại Đông Nam Á, thủ đô của Thái Lan, Bangkok, 22,78 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm. Rất nhiều những công ty về du lịch, những đơn vị đánh giá chuyên sâu về du lịch đã vinh danh Bangkok là thành phố nơi mà bạn có thể thực hiện các chuyến du lịch sang trọng với giá cả phải chăng nhất. Trong đó có một trang web so sánh có tên là Money có trụ sở tại Anh. Họ so sánh như thế này: một đêm lưu trú tại khách sạn hạng sang tại Paris, ở điểm đến thú vị thứ hai của chúng ta, có giá trung bình là 1.750 đô la Mỹ, còn ở Bangkok là 295 đô la Mỹ, rẻ hơn rất nhiều lần. Bên cạnh đó, Bangkok cũng là một điểm đến dễ chịu với khách bình dân vì có thể tìm thấy mọi thứ phù hợp với túi tiền của mình. Bangkok nằm tại châu Á và du lịch châu Á những năm gần đây thì bùng nổ dữ dội. Chẳng nói đâu xa, nhiều người Việt Nam vẫn nói đùa với nhau rằng đi Thái Lan, đi Bangkok còn rẻ hơn cả bay từ Bắc vào Nam hoặc là từ Nam ra Bắc. Bangkok có sự hiện đại xa hoa giống như bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới và cũng có rất nhiều những ngôi đền có từ hàng thế kỷ trước. Người dân vẫn giữ nếp truyền thống xưa khi họ thờ cúng các vị thần, Phật. Và Bangkok cũng là thiên đường của ẩm thực. Gần như là mọi món ăn của mọi quốc gia thì đều được tìm thấy ở Bangkok, bên cạnh ẩm thực Thái Lan nữa. Một yếu tố quan trọng khác để Bangkok và Thái Lan thu hút khách du lịch là họ đã miễn thị thực cho hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó có nhiều nước lớn như là Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Úc và cả những thị trường khu vực nữa. Và sự thành công của du lịch Thái Lan đến từ yếu tố con người. Mọi người thì đều thân thiện, luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch. Có lẽ là khi chúng ta kể đủ cả 7 điểm đến này, từ New York, từ Kuala Lumpur, từ Singapore, Dubai, London, Paris cho đến Bangkok, thì nhiều người sẽ nói rằng những chỗ này làm sao mà hấp dẫn bằng Việt Nam, làm sao mà đẹp bằng Việt Nam, nhưng mà tại sao lại có nhiều khách du lịch ghé thăm đến thế? Có lẽ bạn phần nào đó cũng đã tìm ra được câu trả lời của mình rồi. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này với Hải Thanh Story. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.